Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 7. Thì trong video trước chúng ta đã hoàn thành xong lý thuyết của bài số 3, chương 4, bộ sách Cánh Diều, toán 7, tập 1. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Các em quan sát bài số 1. Quan sát hình 44, biết A song song với B. Chúng ta có được hai cái đường thẳng A này song song với đường thẳng B. So sánh, đề bài yêu cầu so sánh góc M1 và N3, M4 và N2. Biết rằng gì? Mỗi cặp M1 và N3, M4 và N2 là một cặp so le ngoài. Tức là ở trong cái nội dung mà mở ngoặc đóng ngoặc này nè các em, là người ta giới thiệu cho mình cặp góc đó là cặp góc gì thôi. Đấy, tức là M1 và N3 được gọi là cặp so le ngoài, M4 và N2 được gọi là cặp so le ngoài. Và việc làm của chúng ta là chúng ta sẽ đi so sánh M1 với N3, M4 và N2. Các em quan sát câu A. Chúng ta sẽ so sánh như sau. Vậy thì ở đây mình có được gì? Các em để ý nè, cái góc M1 và cái góc N1 có phải là hai góc gì các em? Hai góc đồng vị. Mà A song song với B rồi, nên là hai góc đồng vị này sẽ bằng nhau. Đúng không nào? Đấy. Mà gì? Mà N1 đối đỉnh với lại N3. Hai góc này là hai góc đối đỉnh bằng nhau. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra được M1 nó sẽ bằng N3. Mình suy được nội dung đầu tiên. Nội dung tiếp theo mình làm tương tự. Rồi, các em quan sát ha. Vị A song song với B. Này, góc M1. M1 sẽ bằng với lại góc N1. Đây các em. Hai góc này bằng nhau, lý do vì sao? Hai góc đồng vị. Mà gì? N1 nó sẽ bằng với lại N3. Lý do đó là hai góc đối đỉnh. Mà N1 bằng N3. Hai góc đối đỉnh. Do đó M1 bằng với N1 mà N1 bằng N3. Như vậy thì có phải là chúng ta có được M1 sẽ bằng với lại N3 không các em? Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ so sánh được cặp thứ nhất. Đây các em để ý ha, M1 nó bằng với N1 này, mà N1 nó bằng với lại N3, nên M1 sẽ bằng với lại N3. Đấy, mình so sánh được cái đầu tiên. Cặp tiếp theo chúng ta cũng làm tương tự. Cũng vì A song song với B. Này, các em quan sát ha. Mình có được gì? M4. Tương tự, M4 và N4 là cặp góc gì các em? Đồng vị, đúng không? Đấy. Mà cặp góc đồng vị khi mà A đã song song với B rồi thì chúng ta có được gì? M4 nó sẽ bằng với lại gì? N4. Hai góc đồng vị. Mà N4 này như thế nào so với N2? Đối đỉnh, đúng không? Nên là hai góc này cũng bằng nhau. N4 bằng với N2. Hai góc đối đỉnh. Do đó M4 nó bằng với lại N4 này, mà N4 lại bằng N2. Như vậy thì có phải là M4 sẽ bằng với N2 không? Đấy, do đó M4 sẽ bằng với N2. Đấy, như vậy thì chúng ta đã so sánh được M4 và N2. Và ở đây người ta cũng giới thiệu luôn cho mình. Cái màu đỏ là nội dung giới thiệu ha. M1 này và N3. M1, N3 là hai góc gì? So le ngoài. Các em để ý ha. Tức là hai góc mà nó so le nhau và nằm bên ngoài các em. Đấy, tương tự như so le trong thôi. So le trong thì hai góc nằm bên trong, mà so le ngoài thì hai góc đều ở bên ngoài hết mà so le nhau. Tiếp tục, M4
và N2 cũng là một cặp sole ngoài. Đây. Đấy, cũng là một cặp sole ngoài. Đây là nội dung mà người ta giới thiệu cho mình. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với câu B. À, thầy xóa những cái nội dung liên quan câu A trong hình ha. Còn đấy. Để chúng ta chứng minh câu B cho dễ. Câu B. Đề bài yêu cầu chúng ta đi tính M2 cộng với N1, M3 cộng với N4. Và người ta cũng giới thiệu cho mình M2 và N1, M3 và N4 là một cặp góc trong cùng phía. Rồi, bây giờ chúng ta có được gì? A song song với B nên M2 như thế nào so với N2? M2 bằng với N2, đúng không? Đây là cặp góc gì? Đồng vị, hai góc đồng vị. Mà N1 cộng cho N2 bằng 180 độ, nên rõ ràng N1 cộng với lại M2 cũng bằng 180 độ. Tiếp tục các em quan sát ha. Vậy A song song với B nên M2 nó sẽ bằng với lại gì? N2. Hai góc đồng vị. Mà gì? N1 cộng N2 có phải là gì các em? N1 này và N2 có phải là hai góc kề bù không? Mà hai góc kề bù thì nó sẽ có số đo bằng 100, tổng số đo của nó bằng 180 độ. Mà N1 cộng N2 bằng 180 độ. Lý do là hai góc kề bù. À, bây giờ các em để ý nè. N2 của chúng ta nó bằng với lại gì? M2. Như vậy thì có phải là bây giờ gì? N1 cộng với lại N2 nó sẽ bằng 180 độ. Mà cái N2 của mình nó bằng M2 rồi, nên mình thay vào thôi. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra N1 cộng M2 sẽ bằng bao nhiêu? 180 độ. Đây, N1 thầy ghi lại. Thay vì thầy ghi N2, N2 bằng M2 nên thầy sẽ ghi M2 bằng 180 độ. Như vậy thì chúng ta đã tính được cái gì? M2 cộng N1, tức là N1 cộng M2. Đấy. Ok ha. Tiếp tục M3 cộng cho N4 thì mình cũng làm y chang. Vậy A song song với B nên mình có được gì? M3 sẽ bằng với lại N3. M3 sẽ bằng với N3, cũng là hai góc đồng vị. Tiếp tục mà gì? Có phải mình có N4 cộng với N3 bằng 180 độ, cũng là hai góc kề bù, đúng không? Mình làm tương tự như cái ý đầu tiên của câu B thôi. Mà N4 cộng với N3 là N3 cộng N4 ha. N3 cộng N4 bằng 180 độ. Lý do là hai góc kề bù. N3 này cộng cho N4 bằng 180 độ. Lý do là hai góc kề bù. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra được cái góc M3 cộng cho N4 bằng 180 độ. Tức là thay vì mình ghi N3, mà N3 của mình bây giờ nó bằng với M3, nên mình sẽ ghi đó là M3 cộng N4 mình ghi lại bằng 180 độ. Như vậy thì chúng ta đã tính được cái cặp M3 cộng N4. M3 cộng N4 bằng 180 độ. Như vậy thì mình có được gì? Mà mỗi cặp M2 này, N1, tức là người ta giới thiệu cho mình
M2 này, N1 là cặp góc trong cùng phía, tức là hai góc này là hai góc ở bên trong và cùng một phía. Tương tự như vậy, mình có được cái góc M3 và N4 cũng là một cặp góc trong cùng phía. Như vậy thì chúng ta trong bài số 1 này, mình nắm được cho thầy góc như thế nào gọi là góc soi ngoài. Đấy. Và góc như thế nào là góc ở vị trí trong cùng phía thì hôm sau mình áp dụng. Và hai góc soi ngoài thì nó cũng sẽ bằng nhau. Và góc trong cùng phía sẽ có tổng số đo bằng 180 độ. Các em lưu ý nội dung này ha, để chúng ta học thuộc và sau này mình làm bài tập. Rồi ok, chúng ta xong bài số 1. Tiếp tục mình đến với bài số 2. Và bên này có nội dung lưu ý này. Nếu đường thẳng C cắt cả hai đường thẳng A và B song song thì hai góc soi ngoài bằng nhau. Hai góc trong cùng phía có tổng số đo bằng 180 độ. Đấy, các em đánh dấu cái nội dung này vào phần học thuộc ha. Các em quan sát bài số 2. Quan sát hình 45. Đây là hình 45 của chúng ta. Vì sao hai đường thẳng A và B song song với nhau? Tức là A và B, vì sao nó song song với nhau? Đường thẳng A của mình, đường thẳng B của mình. Như vậy thì ở đây các em để ý là cái nội dung lý thuyết cho thầy một tí nè. Ở nội dung lý thuyết khi mà chúng ta học bài hai đường thẳng song song, chúng ta có được gì? Nếu đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì A sẽ song song với nhau. Và tương tự, có một cặp góc gì so le trong bằng nhau thì A sẽ song song với nhau. Đấy, như vậy thì mình có hai nội dung. Nếu như bây giờ chúng ta chứng minh được hai góc đồng vị bằng nhau thì các em có thể suy ra song song. Tương tự, đó là hai góc so le trong bằng nhau thì các em cũng có thể suy ra được song song. Đấy, các em cũng có thể suy ra được hai đường thẳng đó song song với nhau. Rồi, và ở đây khi mà học cái bài số 1 khi nãy, bài tập số 1 khi nãy của chúng ta có được gì? Hai cái góc trong cùng phía mà nó có tổng số đo bằng 180 độ thì chúng ta cũng suy ra được song song. Và các em đã biết được hai góc trong cùng phía là hai góc như thế nào rồi, đúng không? Này, này mình xem lại. Hai góc trong cùng phía tức là gì? M2, N1. M2 này nằm bên trong, N1 nằm bên trong và cùng một bên của đường thẳng được gọi là trong cùng phía. M3 và N4 cùng nằm ở bên trong. M3 nằm về bên trái, N4 nằm về bên trái. Thì tương tự M4 và N4 cũng là hai góc trong cùng phía. Như vậy thì mình có thêm một cái nội dung, đó là nếu như mà hai góc, các em để ý ha, bên này chính là cái nội dung chứng minh đây. Hai góc trong cùng phía có tổng số đo bằng 180 độ thì chúng ta cũng suy ra được song song. Rồi, đây là những cái nội dung lý thuyết của chúng ta. Chúng ta có 3 ý để suy ra được song song. Đó là hai góc so le trong bằng nhau thì mình suy ra được song song. Hai góc đồng vị bằng nhau suy ra được song song. Hai góc trong cùng phía bù nhau, tức là có tổng số đo bằng 180 độ, mình suy ra được song song. Vậy thì bây giờ các em quan sát cho thầy cái góc này và góc này, hai góc người ta đánh dấu này, nó ở vị trí gì các em? Có phải là vị trí ở bên trong và cùng về một bên nên chúng ta có được góc BAD và góc ADC, chính là hai góc trong cùng phía, đúng không? Mà hai góc trong cùng phía này có tổng số đo của nó có phải là bằng 180 độ không? Phải, 117 cộng cho 63 là 180 độ. Mà khi nó bằng 180 độ thì mình suy ra song song với nhau. Rồi thầy thực hiện câu A. Ta có
góc gì? B, A, D. Hay là cái góc A đấy các em. Cộng cho góc D. Chỗ này người ta ký hiệu rồi, mình dùng luôn ha. Góc D bằng A của mình là 170 độ, 117 độ. D của mình là 63 độ. Mà 117 cộng với lại 63 sẽ là 180 độ. Đây. Hai góc này ở vị trí trong cùng phía. Do đó A song song với B. Đấy, thì mình có gì? Ngoài hai cái góc so le trong bằng nhau, ngoài hai góc đồng vị bằng nhau thì chúng ta cũng có được hai góc ở vị trí trong cùng phía mà có tổng số đo bằng 180 độ, thì chúng ta cũng suy ra được song song. Góc A cộng cho góc D bằng 180 độ. Mà góc A và góc D là hai góc ở vị trí trong cùng phía nên suy ra A sẽ song song với B. Được ha? Đấy. Còn các em không thích thì các em sử dụng hai góc so le trong cũng được, đúng không? Chúng ta có thể tính cái góc bên này này. Tính góc bên này ra bằng 63 độ, hai góc so le trong bằng nhau, suy ra A song song với B cũng được. Còn các em không thích thì các em tính cái góc ở trên này để suy ra hai góc đồng vị bằng nhau cũng được, chẳng sao cả. Rồi tiếp tục chúng ta đi tính cái số đo của góc BDC, tức là góc này. BCD ha. Vậy thì bây giờ các em thấy nè, cái góc B của mình và cái góc BCD của mình, hai góc này ở vị trí gì các em? Ở bên trong. Và so le nhau, đúng không? Nên hai góc này là hai góc so le trong. Mà A đã song song với B rồi, nên hai góc so le trong sẽ bằng nhau. Rồi, chúng ta ghi. Vì A song song với B. Chúng ta đã chứng minh ở câu A rồi các em. Đây. Nên góc B sẽ bằng với góc B, C, D. Đây là hai góc so le trong. Mà góc B bằng bao nhiêu? Mà góc B bằng 55 độ. Mà B bằng góc BCD rồi, nên là suy ra góc BCD của chúng ta cũng bằng 55 độ. Như vậy chúng ta đã làm xong câu B. Ok, mình xong bài số 2. Và đây là cái nội dung kiến thức ha, nội dung lý thuyết của mình, bài tập ở bên này nha các em. Rồi tiếp tục chúng ta đến với bài số 3. Các em quan sát bài số 3. Để đảm bảo an toàn khi đi lại cầu thang của ngôi nhà, người ta phải làm lan can. Phía trên của lan can có tay vịn. Đây là cái tay vịn này các em. Làm chỗ dựa để khi lên xuống cầu thang được thuận tiện. Phía dưới của tay vịn là các thanh trụ song song với nhau. Đấy, cái thanh trụ này song song với nhau. Đây là thanh trụ này. Đây là thanh trụ này. Và đây là thanh trụ song song với nhau. Các cái thanh sườn song song với nhau. Đấy, thanh sườn của mình là cái thanh này. Đấy. Như vậy thì rõ ràng cái tay vịn nó sẽ song song với lại thanh sườn, đúng không? Tay vịn này song song với lại thanh sườn. Đây, tay vịn song song với thanh sườn. Đấy. Rồi. Và để đảm bảo chắc chắn thì các thanh trụ của lan can được gắn vuông góc cố định xuống bậc cầu thang. Đây, gắn vuông góc xuống. Trong hình 46, góc XOA bằng 144 độ. XOA bằng 144 độ. Hỏi góc nhọn tạo bởi một thanh sườn với một thanh trụ của lan can là bao nhiêu độ? Xem hướng dẫn ở hình 47. Thì trong hình 47 này người ta hướng dẫn sẵn nè. Góc XOA bằng 144 độ. Thanh trụ
dựng vuông góc với lại mặt đất. Đây là thanh sườn. Vậy thì bây giờ người ta hỏi là gì? Cái góc tạo bởi thanh trụ và thanh sườn này là bao nhiêu? Tức là cái chỗ dấu hỏi chấm này này là bao nhiêu? Rồi, mà bây giờ để tính được cái góc này á thì chúng ta phải tính được gì các em? Chúng ta có được cái góc chỗ này thầy cho là O1 ha. Ở đây thầy cho là O2. Cái góc O1 cộng với O2 có phải là bằng 144 độ? Nó bằng góc XOY đúng không? Mà góc O2 của mình bằng 90 độ, lý do nó là góc vuông rồi. Nên là mình tính được góc O1. Có được góc O1 rồi thì góc O1 này nó sẽ như thế nào? Nó sẽ đồng vị với lại cái góc này. Chỗ này thầy cho ở đây đó là điểm A và thầy cho là A1 cho dễ nói. Tương tự bên này thầy cho điểm B và thầy cũng cho là B1. Và tương tự thì chúng ta có thanh trụ này, nó song song với thanh trụ. Nên là mình có được A1 đồng vị với B1 và chúng ta tính được B1. Và đây thầy ghi luôn đó là gì? Thanh trụ. Song song với nhau. Đó. Đây là cái nội dung lý thuyết này các em. Nội dung đề bài cho. Song song. Song song. Rồi. Giải. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái góc O1 này xem bằng bao nhiêu. Ta có góc O1 cộng với góc O2, nó sẽ chính bằng số đo của góc XOA. O1 này cộng O2 bằng góc XOA. O1 bằng bao nhiêu? Chưa biết, ghi lại. O2 của chúng ta sẽ bằng 90 độ, lý do là vuông góc. Và góc XOA của chúng ta sẽ bằng 144 độ. XOA bằng 144 độ. Chỗ này chúng ta sẽ lý giải đó là hai góc kề nhau này. Hai góc kề nhau. Và ở đây chúng ta sẽ lý giải đó là gì? O2 vuông. Cái góc O2 của mình là góc vuông nên chúng ta có được O2 bằng 90 độ. Từ đây mình suy ra O1 sẽ bằng 144 độ trừ cho 90 độ và sẽ bằng 54 độ. Chúng ta có được O1 bằng 54 độ rồi. Mà gì? OA song song với AB nên chúng ta sẽ có được O1 nó sẽ bằng với A1, hai góc đồng vị. À, mà theo đề bài OA song song với AB. Tức là gì các em? Tức là những cái thanh sườn này nó song song với nhau. Nên suy ra O1 sẽ bằng với lại góc A1, hai góc đồng vị. Mà A1 mà O1 bằng 54 độ. Chúng ta vừa mới tính được ở bên trên này các em. O1 bằng 54 độ. Suy ra A1 cũng bằng 54 độ. Tương tự như thế. Theo đề bài thì các thanh trụ này song song với nhau nên chúng ta sẽ có được A1 nó sẽ đồng vị với lại B1 mà chúng ta tính được cái số đo của gì? Góc nhọn tạo bởi thanh sườn với một thanh trụ của lan can. Tiếp tục. Theo đề bài. Chúng ta có được OA song song với lại gì? Chỗ này mình kéo xuống luôn ha, để thầy dễ nói cái đường song song luôn cho nó dễ. Đây, mình kéo dài xuống, nói thêm xuống để chỗ này thầy cho một cái điểm cắt qua. Thầy nói cái nội dung song song cho các em dễ hiểu. Chỗ này thầy cho đây là điểm C ha. Đấy.
mà OA song song với lại BC. OA song song với BC. Tức là theo đề bài các thanh trụ song song với nhau. Thanh trụ này song song với thanh trụ. Đấy. Nên chúng ta có được A1 sẽ bằng với B1, hai góc đồng vị. Suy ra A1 sẽ bằng B1, hai góc đồng vị. Mà A1 bằng 54 độ, chúng ta vừa mới tính được ở bên trên. Nên mình suy ra B1 cũng bằng 54 độ. À, và khi chúng ta tính được cái góc B1 của mình bằng 54 độ rồi, thì mình kết luận đó là góc nhọn tạo bởi một thanh sườn với một thanh trụ và lan can là 54 độ. Hết bảng nên thầy qua bên này ha. Vậy góc nhọn tạo bởi thanh sườn và thanh trụ của lan can là 54 độ. Ok. Và nhớ là chúng ta sẽ vẽ cái nội dung này vào các em nhé. Chúng ta ký hiệu đâu là O1, đâu là O2. Chúng ta ký hiệu đây là điểm A, ký hiệu đây là A1, ký hiệu đây là B1, là cái góc chúng ta cần tìm. Và ký hiệu đây là B, ký hiệu đây là C. Đấy. Chứ không là trong bài giải của các em mà các em nêu cái O1 này, nêu O2 mà các em không vẽ hình lại thì người ta sẽ không biết đâu là O1 mà đâu là O2. Tương tự không biết đâu là A1, đâu là B1. Ok ha. Đấy, vậy thì các em sẽ vẽ cái hình này lại. Sau đó chúng ta ghi cái nội dung bài làm vào đây. Đấy, và nhớ là chúng ta kết luận này nha. Ok, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong bài số 3, cũng là nội dung cuối cùng. Thì trong video hôm sau chúng ta tiếp tục đến với lý thuyết của bài số 4, định lý. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.